Hi, cho xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Châu đi biển Bondi. Đây là bãi biển được xem là icon của thành phố Sydney và cũng là một trong những bãi biển đẹp nhất nước Úc. Khi khách du lịch từ các nơi đến Úc như là các tiểu bang khác hoặc là những người du lịch từ các nước khác đều ghé qua đây để ngắm biển hoặc là để đi lướt sóng. Hôm nay là ngày Chủ nhật, bãi biển rất là đông luôn. Mọi người đến đây để thưởng thức gió biển cũng như là tắm biển phơi nắng. Và gió biển cũng rất là mát, không quá nóng cũng không quá lạnh. Chào mời cả nhà cùng đi một vòng bãi biển Bondi với Châu nha. Hôm nay có rất nhiều người đến đây để tắm biển phơi nắng. Ở trên đồi này nè, có rất là nhiều người đang nằm phơi nắng và ngắm biển nè. Ở đây là cái vị trí rất là đẹp, chị có thể nhìn thấy được toàn cảnh biển và phía cái lối đi dọc bãi biển ở bên kia luôn. Và bữa nay mặt nước xanh như ngọc luôn, cát trắng rất là đẹp nè. Nhìn thấy nguyên toàn cảnh cái bãi biển Bondi luôn nè, đẹp quá ha. Hầu hết những khách du lịch ở đây là từ những tiểu bang khác đến hoặc là những người từ các nước khác đến. Những người mà ở địa phương đây thì người ta không đến tắm ngay những cái ngày cuối tuần vì bãi biển này luôn luôn đông, mà người Úc thì thích những cái chỗ vắng vẻ thôi. Ở Úc có những luật lệ rất khác với Việt Nam là trên bãi biển thì không được uống rượu bia hoặc là ăn uống tiệc tùng, chỉ cho phép bạn phơi nắng và bạn có thể không mặc đồ cũng chẳng sao nữa, miễn là bạn không làm phiền người khác là được. Cho nên mọi người rất là thoải mái ở trên bãi biển này. Bạn đi bạn có thể gặp những nhiều phụ nữ là không mặc bikini luôn, người ta phơi nắng nhưng mà không có ai mà kiểu như là như người Việt mình hay dòm ngó, người ta cứ đi ngang qua thôi chứ người ta không dừng lại ngó. Khác với văn hóa của người châu Á mình, phụ nữ phải mặc kín đáo thì nhìn mới đẹp, mới quyến rũ. Nhưng mà đối với Tây thì phụ nữ càng mặc hở hang, càng sexy thì mới là hấp dẫn. Thì những người phụ nữ ở đây đa số là họ mặc những cái bộ bikini rất là hở hang. Phía bên tay trái phía sau hành lang này có những cái vòi nước ngọt để cho mọi người tắm lại sau khi mà bơi ở biển. Ở đây có một người đang mãi mê chụp hình mà nằm dài xuống để lấy được cái góc đẹp nè.
mặc áo vàng này là đội cứu hộ của bãi biển này, không chịu làm việc lo đi thả thính mấy chị mặc đồ bikini nè. Ở bãi biển này cũng có những dịch vụ cho thuê thuyền để mình tự bơi, hoặc là có thể thuê những cái gọi là tàu cano nữa. Nhưng mà người ta không có đi dạo dọc bãi biển để chào mời bạn, mà bạn phải tự tìm ở trên website và đặt trước, hoặc là gọi điện cho họ thì họ mới đem ra cho mình. Cho nên là dịch vụ ở đây cũng rất là tốt và không có sợ bị nói thách như là ở Việt Nam. Biển này là ít sóng nè, cho nên là nhiều người tập trung bơi ở đây hơn. Nhìn nước biển thật là trong ha, và cũng cạn chứ không có thấy sâu lắm. Bạn có thể thấy là bãi biển ở đây rất là sạch luôn, không hề có một miếng rác nào. Vì người dân ở đây họ rất là ý thức, họ giữ vệ sinh chung. Và mỗi buổi sáng, cũng buổi sáng hoặc là buổi tối thì có một đội để đi vòng cái bãi biển này. Nó có cái máy để mình cào lướt, cào để mình nhặt hết những cái rác ở trên bãi biển. Rác ở đây là rác tự nhiên, giống như là lá cây hay là những cái vỏ sò, vỏ nghêu gì bể thì người ta cũng cào, người ta lấy ra hết. Cho nên mọi người thấy là cũng không có vỏ sò, vỏ nghêu gì ở trên bãi biển này hết. Một cái khác biệt nữa giữa người phương Tây và người châu Á mình, đó là người phương Tây họ rất là thích cái làn da rám nắng. Cho nên là người ta tranh thủ những lúc mà trời nắng ấm để mà phơi nắng, để có được một cái làn da rám nắng khỏe mạnh và hấp dẫn nữa. Hình như là con người của chúng ta chưa bao giờ hài lòng với bản thân mình. Khi mình có cái này thì mình lại muốn cái khác. Thì cũng như giống như là người châu Á mình đã thấy người Tây, người ta có da trắng đẹp thì mình lại thích. Thì người Tây cũng vậy, thấy người châu Á mình có làn da rám nắng thì người ta lại thích cái làn da của người châu Á. Khác với nhiều nước trên thế giới, mùa hè ở Úc là vào tháng 12 đến tháng 2. Mùa hè ở đây cũng là mùa có nhiều lễ hội và ngày lễ nhất, nên rất thích hợp cho mọi người đi chơi và tắm biển, được trải mình trên những bãi cát trắng mịn, thưởng thức những dòng nước biển mát trong xanh, hay đi dạo trên những con đường tuyệt đẹp dọc theo bãi biển. Ở phía bên tay phải là có một cái nhà màu trắng, đây là đội cứu hộ của bãi biển Bondi. Từ ở cái vị trí này người ta có thể nhìn thấy được mọi người bơi ở ngoài biển. Cũng có nhiều anh chị và các bạn gửi tin nhắn cho Châu nhờ Châu làm mai. Nhưng mà thật ra người Tây rất là khó làm mai các bạn à. Họ thích là tự quen, hoặc là họ quen ở trên mạng là nhiều, hoặc là có thể đi ra những cái nơi công cộng như thế này, hoặc quen ở các câu lạc bộ như là club hoặc quán rượu, quán bia thì người ta làm quen nhau, chứ mình làm mai thì người ta không có thích lắm. Ở đây mình cũng thấy có rất nhiều các anh, các chị còn độc thân ở đây nè. Mình thấy phơi nắng có một mình, đi tắm biển cũng có một mình.
thì các bạn nếu mà có dịp đến đây cũng có thể làm quen những người ở đây, người ta cũng rất là thân thiện. Ở bãi biển Bondi này là nơi được tổ chức rất nhiều lễ hội, nhưng mà vì dịch 2 năm vừa qua cho nên các lễ hội đều bị hủy. Nếu các bạn muốn xem lại lễ hội những tượng điêu khắc ở ngoài trời á, thì các bạn có thể xem lại cái video của Châu một năm về trước. Châu sẽ để cái đường link ở trong phần mô tả. Ở bãi biển Bondi này cũng là nơi có đội cứu hộ gọi là tốt nhất trên thế giới, và họ làm việc rất là giỏi, 24/24. Ở đây còn có dịch vụ thuê trực thăng để bạn có thể ngắm toàn cảnh bãi biển này từ trên cao. Ở bãi biển này các bạn có thể gặp rất nhiều người đẹp mặc bikini dáng như người mẫu, và những anh chàng sáu múi cũng khoe không kém các cô. Ở Việt Nam mình, những người có thân hình đẹp thì thường mơ ước trở thành người mẫu, nhưng mà ở Úc này, những người có thân hình đẹp, người ta cũng không có mơ ước gì làm người mẫu đâu, mà người ta chỉ muốn là bản thân người ta khỏe đẹp là đủ rồi. Ở bãi biển Bondi này, ngoài tắm biển, phơi nắng và đi dọc bãi biển thì còn có những cái tiệm ăn dọc theo bãi biển bán quà lưu niệm và cà phê, và có một cái lối đi rất là đẹp dọc theo bãi biển, một bên là giống như vách đá, còn một bên là mình ngắm biển rất là đẹp. Để hẹn lại cả nhà trong video kế tiếp, Châu sẽ làm một cái video về những cái cảnh xung quanh ở khu vực này, như là con đường đi dọc bãi biển và những con phố bán đồ ăn nha. Đây có một hồ nước biển tự nhiên, mọi người cũng có thể đến đây để tắm, tránh những chỗ đông đúc. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Châu. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp. Xin chào tạm biệt và chúc một buổi tối thật vui vẻ.